50 tuổi bắt đầu 2 năm cắm rễ, bao gồm cả gian ngôn, 10 năm thành tựu. Quý vị 62 tuổi, quý vị thành tựu rồi. 62 tuổi bắt đầu, 72 tuổi thành tựu. Không quan tâm tuổi tác lớn nhỏ. Ngạn ngữ cổ nói rất hay: thiên hạ không có gì khó, chỉ sợ người quá tâm. Quý vị thật sự quá tâm, quý vị có thể thành tựu. 60 tuổi tôi thực hành, đến 72 tuổi tôi sẽ có thành tựu. Vậy ta có thể sống đến 72 tuổi không? Nhân sinh thất thập xưa nay hiếm. Thật vậy, rất có thể quý vị không có thọ mạng dài như vậy, nhưng quý vị phải thật sự phát tâm đi làm như vậy. Mục đích không phải là vì danh gian lợi dưỡng, không phải vì tự tư tự lợi, là vì kế giảng thánh kế tuyệt học, là vì thiên hạ khai thái bình. Chúc mừng quý vị, quý vị sẽ sống lâu. Quý vị chỉ có 70 tuổi, có thể lại tăng thêm 30 tuổi. Quý vị sống đến 100 tuổi. Quý vị còn có cơ hội làm việc thêm 30 năm. Đây là thật, không phải là giả. Tự nhiên kéo dài tuổi thọ. Quý vị thì Liễu Phàm tự quân. Ông Liễu Phàm thọ mạng 53 tuổi. Ông tiếp thu lời dạy của thiền sư Dân Cốc: đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Ông cũng không cầu thọ mạng. Ông 74 tuổi mới ra đi, kéo dài thêm 21 năm. Ông Mỹ nếu như có đại nguyện lớn như chúng tôi vừa nói, vì giảng thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ khai thái bình, tôi tìm ít nhất ông ấy còn sống 100 tuổi. Ông ấy có sứ mệnh. Ông sống ở thế gian này, ông ấy có phương hướng, ông ấy có mục tiêu. Phương hướng mục tiêu này là lợi ích thiên hạ chúng sanh, không phải lợi ích cho bản thân. Lợi ích bản thân đó chính là có vận mệnh của quý vị. Quý vị có thọ mạng nhất định. Quý vị vì thiên hạ, vì chúng sanh, thọ mạng liền được kéo dài. Đó không phải là vì bản thân quý vị. Đây chính là thừa nguyện tái lai, như trong Phật Pháp thường nói. Thông thường thừa nguyện là đến thế giới cực lạc rồi trở lại. Ý niệm này quý vị vừa chuyển, không cần đi cũng không cần trở lại. Sau đó chính là nguyện lực. Tôi nửa đời trước là nghiệp lực, nửa đời sau là nguyện lực. Rất khác nhau. Ý niệm vừa chuyển liền theo nguyện mà trở lại. Vì sao lại không làm? Tôi đem những phương pháp bí quyết này nói hết cho mọi người. Nguyên nhân là tôi không có phước báo, không có đạo tràng. Tôi một đời một mình không nhà cửa, là cánh hạt giữa trời, lưu lạc khắp nơi, không nơi cố định. Cho nên quý vị đến tìm tôi, bản thân tôi đã không lo được, làm sao mà cưu mang quý vị? Không thể nào. Tôi chỉ có thể đem phương pháp dạy cho quý vị. Quý vị y theo phương pháp này mà làm, chắc chắn thành tựu. Thật sự là giảng người tu, giảng người giảng sanh, không có ai bị sai sót. Thật sự phát tâm, thật sự thực hành. Người thiện như vậy, quốc độ liền diệu. Người thiện nhiều rồi, tai nạn trên trái đất này liền giảm ít, liền hóa giải được. Lòng người bất thiện, đều vì tự tư tự lợi, đều làm việc dằn vặt lợi dưỡng. Tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi.